Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Mình đang cầm trên tay một rổ hồng, thì trong này có cả hồng chín và có cả hồng giòn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề là hồng chín, hồng giòn, hồng nào. Đối với mình thì hồng nào cũng ngon đấy, tại vì mỗi một loại nó có một cái vị ngon riêng. Nên là mình rất là thích thưởng thức hồng, mặc dù là hồng chín thì mình cũng thích và hồng giòn mình cũng thích, bởi vì mỗi một loại nó có một cái vị thơm, vị ngon. Một cái độ dẻo, độ mềm hoặc là cái độ giòn nó cũng cái nào nó cũng ngon hết, cho nên là mình hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn là hồng chín, hồng giòn, bạn thích hồng nào hay là bạn thích cả hai loại. Ok, thì như thế này nhé, chúng ta căn cứ ở trên cái cách mà chúng ta để cái độ chín của quả hồng thì chúng ta sẽ có quả này, quả hồng một gọi là hồng chín. Hồng chín là cái quả hồng chúng ta để cho nó đỏ tươi lên như thế này. Và cái khi mà nhìn cái quả hồng đó, quả này là nó chưa sẽ chưa ăn được, khi ngày mai nó sẽ đỏ mọng lên, nó đỏ mọng luôn các bạn đó. Và lúc đấy thì chúng ta nhìn thấy cái da của quả hồng nó căng bóng lên luôn và nó láng luôn, và chúng ta nhìn thấy cái quả hồng nó mọng thì chúng ta biết ở trong này quả hồng nó đã chín. Lúc đấy thì cái thịt hồng nó mềm, nó dẻo và nó mọng nước, nó có cái độ ngọt của cái mật nó tứa ra, nó rất là dẻo, rất là thơm. Mà chúng ta để như thế này là chúng ta đã cảm nhận cái độ thơm, độ dẻo của cái mật của quả hồng nó tứa ra. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ ăn cái quả hồng này. Khi đó, khi mà nó dẻo như vậy và nó trong như vậy, cái vỏ nó trong thì chúng ta cầm cái tay chúng ta lột cái vỏ ra thì chúng ta lột được, thì lúc đấy là quả hồng ăn được. Thì đấy là cái quả hồng gọi là hồng hồng chín, ăn chín và nó dẻo, nó mềm, nó ngọt, nó thơm, rất là mọng nước, đó là quả hồng chín. Đó, thì đây là quả hồng chín nha. Còn quả hồng giòn, hồng giòn là một cái loại hồng mà chúng ta ăn khi quả hồng nó còn tươi, cái trái nó càng cứng, càng cứng càng giòn bao nhiêu thì càng ngon bấy nhiêu. Còn cái quả hồng chín thì nó phải càng chín càng dẻo, càng mềm càng ngọt bao nhiêu thì càng ngon bấy nhiêu. Còn cái quả hồng giòn thì ngược lại, quả hồng giòn nó phải giữ được độ giòn, độ tươi, độ cứng mình, nhưng mà nó cũng phải có cái độ ngọt của cái quả hồng thì nó mới ngon. Nếu như quả hồng giòn mà chúng ta để quá đó, chúng ta không bảo quản trong tủ lạnh, chúng ta để ngoài không khí bên ngoài, từ từ nó sẽ chín dần, thì nó sẽ giống như quả hồng chín, lúc đấy nó ăn nó mềm, nó không còn ngon nữa. Thì đó là hai loại khác nhau. Thì cái quả hồng, cái quả mỗi còn là mỗi cái quả hồng thì nó thích hợp cho một số người. Ví dụ như cái quả hồng chín này nè thì sẽ phù hợp cho cái người lớn tuổi. Người lớn tuổi thì cái răng nó yếu rồi, sức nhai nó cũng giảm đi, và cái khả năng tiêu hóa, khả năng chuyển hóa năng lượng nó cũng giảm đi. Cho nên là khi mà người lớn tuổi ăn quả hồng nó sẽ tốt hơn, là bởi vì nó vừa dẻo, nó vừa mềm, rất là dễ ăn, rất là thơm, rất là mọng nước, rất là dễ ăn, rất là tốt. Mà tiêu hóa cũng rất là tốt vì quả hồng nó chứa rất là nhiều chất xơ, rất là tốt cho tiêu hóa của người lớn tuổi. Tuy nhiên thì người lớn tuổi thì cũng không nên ăn quá nhiều quả hồng một ngày. Nếu mà quả hồng to như thế này chúng ta chỉ nên ăn nửa quả thôi. Còn ví dụ như những quả hồng lớn, quả hồng bé như thế này chúng ta ăn một ngày một quả thôi. Đó. Thì những người lớn tuổi thì nếu mà như có những người bị bệnh tiểu đường nữa thì chúng ta phải hạn chế một ngày một quả thôi. Nhưng mà những người mà không có bị những bệnh tiểu đường thì có thể là chúng ta ăn một quả to như thế này, nhưng mà chia làm hai bữa, chúng ta không ăn dồn một lần nhiều như vậy, cái độ ngọt nó nhiều nó cũng không tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi. Và cái điểm thứ hai nữa là cái hồng chín này là nó dẻo, nó mềm, nó ngọt, nó thơm, thì nó cũng rất thích hợp cho em bé, đặc biệt là các cái em bé 6 tháng trở lên, hoặc là em bé trong cái độ tuổi ăn dặm. Những cái em bé đang tập ăn, hoặc là những trẻ 3-4 năm tuổi cũng rất thích ăn quả này, bởi vì nó thơm lắm các bạn, nó sẽ kích thích tiêu hóa của trẻ em, và trẻ em rất là thích ăn cái quả hồng này. Nó dẻo, nó thơm, nó ngọt. Mà có những cái hạt hồng, cái thạch hồng ở trong này, do cái hạt hồng nó không có lớn thành hạt mà nó thành cái thạch, nó trong trong, ăn nó sần sật, cho nên là nhiều em bé rất là thích. Và cái quả hồng này rất là nhiều vitamin, rất là tốt cho sức khỏe, cho nên rất tốt cho sức khỏe của em bé ha. Thì đó là ăn quả hồng chín. Còn cái quả hồng giòn thì đa số là những người trẻ tuổi, hoặc là các bạn trẻ này, hoặc là những người phụ nữ rất là thích ăn cái quả hồng giòn, bởi vì khi chúng ta cắn một phát chúng ta nghe là cái độ giòn rôm rốp luôn, rốp ăn nghe là giòn tan đó, mà nó thơm mà nó lại ngọt nữa. Cho nên là cái này, nhưng mà cái này thì người trẻ tuổi cái sức tiêu hóa, cái độ tiêu hóa, cái khả năng chuyển hóa với tiêu hóa nó tốt, cho nên là chúng ta ăn quả này, bởi vì nó cái này cái thịt nó sẽ cứng hơn cái quả hồng chín, cho nên nó thích hợp cho người trẻ tuổi hay là phụ nữ, hoặc là những người thích ăn hồng, không thích ăn lạnh. Có những người họ rất là thích, họ không có thích ăn những cái loại mềm, họ không thích ăn bánh khoai mỡ, họ không thích ăn những cái gì mà nó mềm mềm ấy.
thì họ sẽ thích ăn quả hồng giòn. Thì đó là cái đặc điểm của từng loại trái và những cái đối tượng nào, những cái người như thế nào thì phù hợp cho từng loại hồng thì mình vừa chia sẻ với các bạn. Nhưng mà riêng bản thân mình thì mình thấy là hồng chín hay hồng giòn, hồng nào nó cũng ngon. Mình hôm nay mình ăn hồng chín mà mình ăn hồng giòn, mình cứ ăn liên tục như vậy trong cả một cái mùa hồng, và sau một mùa hồng mình thấy cái da của mình nó cải thiện đáng kể, bởi vì trong quả hồng nó chứa rất là nhiều vitamin E, vitamin, và đặc biệt là nó có cái màu của quả hồng, các bạn biết màu hồng và màu cam như vậy, nó chứa rất là nhiều beta caroten, rồi lutein hoặc là vitamin nhóm B, rất là tốt cho sức khỏe và tốt trong quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể chúng ta, và giúp cho phụ nữ đẹp da và cái da của chúng ta sáng bóng, và nó giảm bớt cái vết thâm, vết sạm, vết nám trên da của người phụ nữ. Chúng ta thường thường phụ nữ có tuổi đó thì lúc nào hay lo bởi vì cái sạm nám, thì một mùa hồng trôi qua thì mình thấy mình cứ ăn liên tục từ quả này, hồng chín, hồng giòn, kết hợp thêm chúng ta ăn rau xanh nha. Tại vì có một số người là ăn cái quả hồng này nó sẽ gây ra trường hợp khó táo bón á, thì tốt nhất là chúng ta nên ăn thêm rau xanh. Còn ví dụ như cơ thể bạn mà thích hợp được thì bạn cứ ăn xen kẽ hồng chín, hồng giòn, bởi vì quả hồng chín nó rất là nhiều xơ. Nhưng chúng ta ăn hồng giòn thì chúng ta ăn quá nhiều thì nó cũng không tốt lắm, thì chúng ta ăn luân phiên giữa hồng chín, hồng giòn thì nó sẽ tốt cho sức khỏe, tốt cho làn da, cải thiện mắt, cải thiện thể lực và tăng cường cái hệ miễn dịch cho cơ thể. Mình là Thu Thủy Trần bên trái cây Quý Mộc, rất là cảm ơn cả nhà đã xem video clip của mình. Số điện thoại bên mình là cũng là chuyên cung cấp trái cây, trong đó có hồng chín, hồng giòn, các loại hồng chín của Đà Lạt và vua cả đặc sản hồng giòn chín, hồng đặc sản hồng giòn của Đà Lạt đó là hồng giòn chín đen. Thì bên mình cũng có những cái sản phẩm như thế này, các bạn có thể liên hệ bên mình qua số điện thoại 091 99 77098. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye, chào tạm biệt.